Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Quyền để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. Đó, mai to có, nhỏ có nha quý vị, đủ cỡ ha. À, chào Quyền. Dạ em chào anh, con xin chào cô chú anh chị trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay cho con xin giao lưu vài lô với lại mấy cây phôi mai lẻ nha cô chú. Giá hữu nghị luôn, mong cô chú anh chị ủng hộ dùm con. Địa chỉ của con là ấp Lâm Hòa, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. Đây là lô số 1 của con. Mình con bao sống bao ship luôn. Bao sống bao ship toàn quốc luôn nha quý vị. Lô số 1. Lô số 1 có 3 cây. Chiều cao là 53. Rồi, em thấp nhất. Cao cây này là 22. Quanh cây này là 15 có hơn. Quanh cây nhỏ này là 10 rưỡi. Rồi, xây xây luôn. Rồi, như thế nha quý vị. Lô này có 3 cây, con giao lô giá 500 nghìn. Rồi, lô số 1. 3 cây 500 luôn. Rồi, xuống cây. Lô số 2. Lô số 2. Chiều cao là 36. Cao cây này là 20. Rồi. Hoành nhỏ nhất là 7. Rồi. Hoành lớn là 12. Rồi, xây xây luôn. Rồi, để đây quý vị. 5 cây này cũng duyên quá nè ha. Lô số 2 này có 5 cây, con giao lưu giá 700. Rồi, 700 ngàn, 5 cây luôn, mà bao sóng bao ship toàn quốc. Rồi, xuống cây. Lô số 3. Rồi, lô số 3. Chiều cao luôn là 54. Rồi. Cây thấp nhất là 18. Hoành là 12. Hoành nhỏ là 9. Rồi, xây xây luôn. Lô số 3 này có 5 cây, con giao lưu 700 luôn. Rồi, 5 cây 700. Rồi, lô số 3 xuống cây. Lô số 4. Số 4 luôn. Cao là 40. Rồi. Cây thấp nhất là 17. Rồi, vành luôn. Cái nào? Vành cây này là 13. Cây nhỏ là 9. Rồi, 9 đến 13 ha. Lô số 4 này cũng có 5 cây, con giao lưu 700. Rồi, 5 cây 700 luôn. Rồi, xuống cây. Lô số 5. Số 5 bên đây. Chiều cao là 50. Rồi, 50. Cây nhỏ là 18. Rồi, hoành. Hoành là 13. Cây nhỏ là 8. Rồi, xây xây đế luôn rồi quý vị. Lô số 5 này cũng có 5 cây, con giao lưu giá là 700. Rồi, 5 cây 700 luôn. Rồi, xuống cây. Lô số 6. 6 bên đây. Chiều cao là 45. Cây thấp là 22. Hoành là 11. Rồi. Em bên đó. Hoành cây nhỏ là 10. Rồi. Để quý vị. Rồi, giao lưu như đêm. Lô số 6 này cũng có 5 cây, giao lưu giá 700. Rồi, 5 cây 700 luôn. Rồi, xuống cây. Lô số 7. Rồi, số 7. Chiều cao là 41. Rồi. Chiều cao cây này là 16. Hoành là 12. Hoành cây này là 8. Rồi, xây xây luôn. Lô số 7 này cũng có 5 cây, giao lưu giá 700. Rồi, 5 cây 700. Rồi, xuống cây. Lô số 8. Số 8 luôn. Chiều cao là 32. Chiều cao là 21. Hoành là 12. Hoành cây nhỏ là 8 rưỡi. Rồi, xây xây luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Lô số 8 này 5 cây, giao lưu 700 luôn. Rồi, 5 cây 700. Rồi, xuống cây. Lô số 9. 9 bên đây. Chiều cao là 30. Cao cây này là 17. Hoành là 12. Hoành cây này là 8. Rồi, để luôn quý vị. Lô 9 này cũng 700 luôn nha cô chú, 5 cây. 5 cây 700 luôn, bao sóng bao ship toàn quốc luôn. Rồi, xuống cây. Lô số 10. Số 10. Cao luôn. Chiều cao là 59. Cây thấp là 29. Hoành là 14. Rồi. Hoành là 8. Rồi, xây xây luôn. Rồi, để luôn nha quý vị. Lô số 10 này con giao lưu 700 luôn.
Rồi, 700 ngàn. Ủa, lô này lô 11 cô chú ơi. May. Lô 11. Rồi, lô 11 ha. Dạ, lô 11. Này lô 11 nhưng quý vị, lô 11 lên trước cái ha. Rồi, lô 11. Rồi, trả lại cái lô số 10 nha cô chú. Rồi, lô số 10. Chiều cao là 57. Chiều cao cây này là 18. Hoành là 12. Hoành cây này là 10. Rồi, xe luôn. Rồi, để đây quý vị. Con em cũng dám thú nè. Dạ. Lô số 10 này con cũng giao lưu 700 năm cây luôn. Rồi, 700. Bao ship, bao sóng luôn. Rồi, lô số 10, xuống rồi, cây. Tới cây lẻ nha cô chú. Rồi, tới cây lẻ của gì đây? Mini ha. Dạ. Hàng mini hồi là cuối clip rồi có hàng to nha quý vị. Chiều cao là 18. Hoành là 10 rưỡi. Rồi, đó, những quái cây quá ha. Rồi, giao lưu như đem. Mã sao mở giao cây số 1 này lẻ. Con giao lưu giá là 350. Rồi, 350 xuống cây, cây lẻ số 1. Cây số 2. Số 2. Chiều cao là 25. Hoành là 10. Rồi, nhìn cũng quái luôn ha. Rồi, giao lưu cây số 2 này em giao lưu 350 luôn. 350 luôn, xuống cây. Cây số 3. Số 3, cũng quái chiều luôn. Dài là 26. Hoành là 11. Cây số 3 này em giao lưu giá 300. Rồi, 300, xuống cây luôn. Cây số 4. Chiều cao là 29. Hoành là 12. Cây số 4 này em giao lưu giá 300. Rồi, xuống cây. Cây số 5. Chiều cao là 26. Hoành là 14. Rồi, xe xe luôn. Cây khỏe nha cô chú. Cây số 5 này em giao lưu giá 350. Rồi, 350. Rồi, xuống cây luôn. Cây số 6. Chiều cao là 60. Rồi, hoành luôn. Hoành là 15. Rồi, vô đế nha quý vị. Cây số 6 này em giao lưu giá 400. Rồi, xuống cây. 400. Cây số 7. Rồi, mã số 7. Chiều cao là 31. Hoành là 10 rưỡi. Rồi, để cũng quái ha. Cây số 7 em giao lưu giá 350. Rồi, 350. Rồi, xuống cây. Cây số 8. 8, cao luôn. Chiều cao là 58. Rồi. Hoành là 13. Rồi, để luôn rồi quý vị. Cây số 8 em giao lưu giá 350. Rồi, 350. Xuống cây. Cây số 9. Chiều cao là 65. Rồi. Hoành là 13. Xây xây luôn. Xuống đế luôn. Cây số 9 em giao lưu giá 350. Rồi, 350 nha quý vị. Rồi, xuống cây. Cây số 10. Số 10. Có cái bật bông luôn, bông quá sát cánh luôn. Chiều cao là 71. Hoành là 14. Dán bay luôn nha cô chú. Trời dừng cái tụi mày bị con gì ăn dắt tối rồi. Cánh thì quá xa cánh ha. Dạ. Mã số 10 em giao lưu giá 370. Rồi, để cái quý vị 370 ha. Bông từ bao đẹp luôn rồi đó. Rồi, xuống cây. Mã 11. Rồi, cao luôn. Chiều cao là 71. Rồi, hoành. Hoành là 13. Rồi. Xuống đế luôn quý vị. Mã 11 này em giao lưu giá 350. Rồi, 350. Rồi, xuống cây. Mã 12. Cao luôn. Chiều cao là 71. Hoành 12. Rồi, để đây quý vị. Mã số 12 này em giao lưu 350. Rồi, 350. Rồi, xuống cây. Mã 13. 13. Cao luôn. Chiều cao 81. Hoành là 12. Rồi, xuống đế luôn quý vị. Mã 13 này em giao lưu giá 300. Rồi, 300. Rồi, xuống cây. Mã 14 là cây lớn. Rồi, mã 14 trời sao cây lớn nha quý vị. Rồi, chiều cao em nó. Chiều cao là 65. Rồi. Hoành là 24. Rồi. Chỗ này nó lành hết rồi nha cô chú. Chung là trên lưng nó thì có cái vết sẹo nha quý vị.
Rồi để đây quý vị. Để cũng lực lực không ha. Mã số 14 em Zalo giá 1.200.000. Rồi 1.200.000. Rồi xuống cây. Mã 15. 15. Rồi chiều cao nó luôn. Chiều cao 1m23. Rồi hoành luôn. Hoành là 25. Rồi xoay xoay luôn em. Em này thì trên lưng cũng có vết sẹo nha quý vị. Trên lưng có vết sẹo thời gian nha cô chú. Rồi để luôn quý vị. 15 nè em Zalo giá 1.300.000. Quá rẻ luôn à, hết 3. Tiền ship luôn. Bọc sống bọc ship luôn à, cây cái bầu vườn trà bá luôn. Rồi xuống cây. Mã số 16. 16. Rồi cao luôn. Chiều cao 1m04. Rồi hoành. Hoành thân là 19. Rồi xoay xoay luôn em. Cây này trên lưng cũng có giới thiệu thời gian luôn cô chú ơi. Mà rồi. Nó kéo lại hết lại. Rồi trên lưng có chết sẹo ha. Dạ. Rồi xuống đế nha quý vị. 16 này Zalo giá 800. Bao rẻ luôn. Rồi 800.000. Rồi xuống cây. Mã 16. Mã số 17. 17 lên luôn. Là cây cụm rừng. Nguyên cụm luôn. Chiều cao là 76 này con đâu hoành tổng nha. Tổng nguyên cụm luôn. 61. Rồi 61. Đây nguyên cụm em nói đây. Mã 17 em Zalo giá 2.300.000. Rồi 2.300.000 nguyên cụm. Rồi xuống cây. Mã số 18 luôn. Chiều cao là 61. Hoành là 21. Rồi xây xây luôn. Rồi để luôn quý vị. 18 rồi, em Zalo giá 900. Rồi 900. Rồi xuống cây. Mã số 20. Mã 19. Số 19. 19. Chiều cao là 57. Rồi hoành là 18. Rồi xây xây luôn. Em này thì trên lưng cũng có vết sẹo nha quý vị. Dạ. Nó kéo lành hết rồi. Rồi xuống đế nha quý vị. Mã 19 em Zalo giá 700. Rồi 700.000. Rồi xuống cây. Mã 20 là cuối clip. Ủa đúng không? Mã số 20, mã số cuối clip. Rồi chiều cao. Chiều cao là 97. Rồi hoành luôn. Hoành là 24.5. Rồi xoay xoay luôn em. Cây rất là khỏe nha cô chú. Rồi quý vị xem mụ đế em nói ha. 20 này em Zalo giá 1.300.000. Rồi 1.300.000 quý vị à, cây đẹp ha, có 1.300.000 thôi. Dạ cuối clip con mong cô chú anh chị ủng hộ giúp con để con có động lực tìm những cây phô mai giá rẻ để về phục vụ cô chú anh chị. Con xin cảm ơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.